sinh ra từ đậm đà nồng thương đất mẹ, tắm đẫm sương mai và nghe được mùi thư khe khẽ, lớn lên từ bão tháng 7, từ mưa tháng 3, ướt đi mồ hôi của bàn tay xanh dặn dần sàng, thành hạt ngọc dẻo thơm nuôi dưỡng những người con vĩ đại như chồng, cha, ông chúng tôi, ông Mạc Kim Tôn. Sự khiêm nhường, tầm nhìn và trái tim cao cả làm nên một người vĩ đại. Ông Mạc Kim Tôn là một minh chứng hùng hồn cho câu danh ngôn này. Trải qua cả một hành trình chông gai, bằng tầm nhìn sâu rộng, ý chí kiên cường không ngừng học hỏi, vượt qua nghịch cảnh, ông đã khẳng định được dấu ấn mạnh mẽ của bản thân trên mọi bước đường mình đi. Nhưng quả ngọt không chỉ dành cho kẻ toàn tài, mà phải được kết tinh từ cái tâm, cái tầm, lòng trắc ẩn và lẽ sống nhân văn thấm nhuần trong máu thịt. Ngày 28 tháng 2 năm 1951, tại quê hương Thái Bình kiên cường và giàu truyền thống quý báu, ông Mạc Kim Tôn ra đời, trở thành nguồn hy vọng của gia đình dòng tộc. Lớn lên từ bùn đất, làm bạn với hạt lúa, cánh đồng, được giáo dục bởi tình yêu thương của mẹ cha, ông trở thành một con người luôn ý thức được bản thân mình, nỗ lực vươn lên không ngừng, mặc dù nhà nghèo. Điều kiện học hành eo hẹp, ông vẫn đỗ Đại học Sư phạm Hà Nội 2, khoa toán và trở thành sinh viên xuất sắc với tấm bằng giỏi khi tốt nghiệp vào năm 1972. Phụng sự quê hương và đất nước, sau khi học xong đại học, ông trở về giảng dạy tại trường cấp 3 Nam Kiến Xương. Sau 9 năm cống hiến giảng dạy, ông trở thành hiệu phó nhà trường, nhận được sự tin tưởng yêu quý của hàng ngàn thế hệ phụ huynh học sinh. Không chỉ hoàn thành mọi nhiệm vụ chuyên môn, với lập trường chính trị vững vàng, ngày 19 tháng 5 năm 1976, ông vinh dự được kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ đây, sự nghiệp chính trị của ông bắt đầu với những bước chuyển mạnh mẽ, khẳng định được năng lực cũng như tinh thần cống hiến. Tháng 11 năm 1981, ông trở thành thư ký Ủy ban Nhân dân huyện Kiến Xương. Trên mọi con đường mà mình lựa chọn, ông đều không ngừng nỗ lực và đạt được những thành tựu to lớn. Ông lần lượt giữ các chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Kiến Xương, Thái Bình, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Thái Bình, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục tỉnh Thái Bình, đại biểu Quốc hội khóa 11 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Lev Tolstoy từng nói, trong đời người có hai con đường bằng phẳng không trở ngại, một là đi tới lý tưởng, một là đi tới cái chết. Ông Mạc Kim Tôn chính là một minh chứng thuyết phục cho triết lý sống ấy. Không ngừng học hỏi, không ngừng củng cố bản thân và lan tỏa các giá trị tích cực đến mọi người qua con đường chính trị, ông đã trở thành một biểu tượng không thể thay thế của hàng ngàn người được ông truyền sức mạnh. Không bó hẹp mình trong một khuôn mẫu, mặc dù so với thế hệ mình đã là một tiến bộ, ông vẫn không ngừng đổi mới bản thân từng ngày. Trong suốt cuộc đời mình, ông đã đặt chân đến nhiều quốc gia trên thế giới, tiếp thu cái hay, cái mới, nhiều nền văn hóa truyền lại cho thế hệ mai sau. Trên bước đường sự nghiệp, một điều dĩ nhiên, ai cũng có những bước thăng, bước trầm. Song song với những thành tựu vượt trội, ông cũng đã từng trải qua những khúc trầm trong cuộc sống với những khó khăn thử thách, tưởng chừng không vượt qua được. Tuy nhiên, kiên cường với ý chí và bản lĩnh được tôi luyện, ông đã vượt lên tất cả. Ở ngưỡng thất thập cổ Lai Hy, thay vì an hưởng tuổi già bên con cháu, ông vẫn không ngừng vun trồng xây đắp thêm các giá trị bằng cách làm việc, điển hình nhất là mở trung tâm toán ông Tôn ngay tại trung tâm thủ đô. Ngọn lửa trồng người chưa bao giờ tắt, mà chỉ chờ ngày được sáng lên, chiếu soi cho bao thế hệ con em kế tiếp. Bắt đầu bằng mong muốn nhỏ nhoi là dạy cháu của ông học toán, với lớp học nhỏ chỉ bắt đầu với 3 học sinh và chiếc chiếu đơn sơ trải giữa nhà. Sau 8 năm phát triển thì giờ đã trở thành trung tâm toán ông Tôn với 500 học sinh, 3 trợ giảng và ông đứng chính các lớp. Sở dĩ trung tâm có thể lớn mạnh như vậy không chỉ bởi kiến thức ông trao đi, mà quan trọng hơn cả là tình thương, là mong muốn nhân văn của ông
đã lay động mọi bậc phụ huynh gửi con đến ông giáo. Các bố, các mẹ không chỉ yên tâm vì con có thể học tốt, điểm cao mà còn được giáo dục bởi tình yêu, tài đi đôi với đức. Chất lượng của trung tâm ngày càng được khẳng định với kết quả học tập đáng ghi nhận của các học viên. Nhiều cháu đỗ vào các trường tốt, lớp chọn với kiến thức vững vàng, chắc chắn. Với những cống hiến trong cả cuộc đời mình, ông đã nhận được rất nhiều giải thưởng danh giá. Danh hiệu nhà giáo ưu tú do Chủ tịch nước trao tặng vào năm 2000, Huân chương lao động hạng 3 của Thủ tướng Chính phủ, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vào năm 2016 và nhiều huân huy chương bằng khen khác của các cấp các ngành. Nhưng quan trọng hơn cả, thành tựu quý giá nhất của cuộc đời ông là những giá trị nhân văn, kiến thức, lòng say mê, dũng cảm và tinh thần không lùi bước mà ông truyền lại cho con cháu và hàng ngàn thế hệ học sinh của ông qua các thời kỳ. Ông Mạc Kim Tôn, người chồng, người cha, người ông, nhà giáo với trái tim nồng ấm, tỏa sáng với nguồn cảm hứng vĩ đại truyền lại cho thế hệ sau. Để đạt được những thành tựu như thế, không thể không kể đến sự hy sinh thầm lặng của vợ ông, bà Nguyễn Thị Nga. Nguyên nhân thành công là tôi có một người bạn đời rất trung thủy, rất đảm đang, nhanh nhẹn hoạt bát và biết đối nhân xử thế, đặc biệt trong cái quan điểm giáo dục các con và các cháu. Người ta thường nói, đồng vợ đồng chồng, tát biển đông cũng cạn. Trong thời kỳ đất nước còn chiến tranh nghèo đói, người vợ chính là người hậu phương vững chắc, tần tảo lo lắng, chắt chiu ôm ấp cho tổ ấm nhỏ, để người chồng có thể an tâm vững chí xây dựng cơ nghiệp. Bà Nga về làm dâu khi vừa tròn 18 tuổi. Gia đình chồng nghèo, đông anh em, có một chị gái, một em trai, 7 em gái. Năm bà về làm dâu năm 1972 cũng là năm em trai duy nhất của ông Mạc Kim Tôn, Mạc Đình Dư, 17 tuổi, xung phong lên đường nhập ngũ theo tiếng gọi của Tổ quốc. Chiến tranh và người em trai duy nhất đã hy sinh tại chiến trường đường 9 Nam Lào, mãi mãi không quay về. Trách nhiệm chồng chất trách nhiệm, ông Tôn trở thành con trai duy nhất trong gia đình và là con trai trưởng. Bà Nga đã bên ông chèo lái gia đình lớn, nuôi các em ăn học, định hướng nghề nghiệp để các em trưởng thành như ngày hôm nay. Nếu như trong thời phong kiến xưa, người vợ một tay làm lụng vất vả cơ hàng chu toàn cho gia đình chồng, một mình gánh cả giang sang nhà chồng, nhưng với gia đình ông Tôn, hai vợ chồng đã cùng nhau yêu thương, đồng lòng vượt qua những giai đoạn gian khó nhất của cuộc đời với một mong muốn cao cả nhất là gia đình ấm êm, hạnh phúc, các em đều thành công, thành nhân trên đường đời. Suốt 48 năm qua, hai vợ chồng ông Tôn bà Nga luôn sát vai, đắng cay cùng chịu, mặn nồng cùng cam, chăm sóc hết mực, rồi dựng vợ gả chồng cho các em, lo công ăn việc làm cho các cháu, hỗ trợ các anh em hai bên nội ngoại phát triển. Ông bà cũng không quên nâng niu tổ ấm nhỏ của mình. Người xưa luôn răn dạy cháu con, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Nhờ công lao to lớn như trời biển của ông bà mà ba người con, hai trai, một gái đều đã trưởng thành và xây dựng gia đình ấm êm. Giờ đây, khi đã an hưởng tuổi già, ông bà luôn được con cháu quây quần đông vui với 6 người con, cả gái, trai, dâu rể và 6 cháu nội ngoại ngoan ngoãn hiếu học. Có thể nói, truyền thống hiếu học vẫn được hun đúc nhen nhóm, truyền lửa qua bao thế hệ. Nó bắt nguồn từ niềm đam mê với tri thức vô bờ, từ một mong muốn rằng cháu con sẽ am hiểu cuộc sống, phấn đấu học tập để góp tri thức của mình để xây dựng đất nước vững bền, phồn vinh, để xứng đáng với những gì cha ông đã gắng sức quyết tâm bảo vệ. Ngọn lửa hiếu học đã được ông Tôn thắp sáng bền bỉ suốt 10 năm dòng, và nó sẽ còn truyền tiếp đến những đời sau nhờ những tư tưởng nhân văn mà ông đã khích lệ con cháu.
phi chí bất hưng, một kho vàng không bằng một nang chữ. Con người sinh ra không phải để mất đi, mà để kiến tạo nên những dấu ấn trong cuộc sống. Ông Mạc Kim Tôn đã khảm vào cuộc đời một định nghĩa về chữ sống. Sống là cống hiến, là khát khao, là tôi luyện, quật cường để chiến thắng. Sống là cho đi, là yêu thương, san sẻ. Sống là tỏa sáng bằng tấm lòng, bằng tài, bằng tâm, bằng đức, bằng những giá trị mà ta đem lại cho người thân, gia đình, xã hội. Cũng chính vì vậy, những ngày lễ 20 tháng 11 hàng năm, hàng trăm học sinh của ông đều gửi hoa quà về thăm ông như một sự tri ân. Mùa xuân Tân Sửu năm 2021 đánh dấu 70 năm mùa xuân cuộc đời. Ông vẫn khỏe mạnh và vẫn tràn đầy năng lượng cống hiến. Kính chúc ông dồi dào sức khỏe, sống an yên bên con cháu và tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp chồng người mà cả đời ông đã và đang theo đuổi. Nhân dịp đầu xuân năm mới, xuân Tân Sửu, tôi có mấy câu thơ tự sự như sau, xin đọc cho mọi người cùng nghe. Tôi nay tròn 70 rồi, con đàn cháu đống, cuộc đời đẹp sao, chăm chỉ luyện tập thể thao, anh em đoàn kết thanh cao tuổi già, cháu con phương trưởng từng nhà, sống vui sống khỏe, mong là trường sinh.